Thưa quý vị, nhắc đến Tây Ninh, chúng ta không thể nào không nhắc đến nét đẹp trong văn hóa ẩm thực chay. Và ngay bây giờ, Tây Ninh ngày mới sẽ cùng với phóng viên Anh Thảo khám phá nét đặc sắc ẩm thực chay Tây Ninh. Quý vị nha! Xin chào quý vị! Khi nhắc đến Tây Ninh thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến danh lam thắng cảnh đẹp, đó là núi Bà Đen, tòa thánh Tây Ninh, di tích lịch sử Tu Hai và Trung ương Cục miền Nam. Và Tây Ninh cũng thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh với những món ăn ngon như là bánh tráng phơi sương, bánh canh chảng bàng, muối tôm, nem chay và đặc biệt là ẩm thực chay. Thì hôm nay chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng theo chân chúng tôi đến với một nơi chuyên phục vụ những món ăn chay bản địa và đặc biệt là rất tốt cho sức khỏe. Nào, chúng ta hãy cùng đi thôi. Ẩm thực chay Phước Lạc Duyên tọa lạc trên đường Điện Biên Phủ, cách tòa thánh Tây Ninh khoảng 1,7 km về hướng Nam và cách núi Bà Đen khoảng 8 km về hướng Bắc. Nơi đây có một không gian xanh mát, rộng rãi, xanh, sạch đẹp với nhiều cây cảnh, hoa cỏ, ao cá, tre và nước để du khách gần xa có thể ghi lại những tấm ảnh đẹp làm kỷ niệm. Là nhà hàng thuần chay, Phước Lạc Duyên phục vụ hơn 200 món chay bản địa. Mỗi món ăn đều mang những hương vị đặc trưng riêng. Dù là chay nhưng đầy đủ dinh dưỡng, được chế biến từ những loại rau củ quả quen thuộc có sẵn trong vườn nhà của mỗi gia đình, như từ những trái đậu rồng đầu bếp có thể chế biến thành món gỏi đậu rồng trộn rong biển thành mát, giàu chất xơ, hay món chuối cây chiên bột, điều xào xả ớt. Đặc biệt, các món ăn chay ở đây đều dùng rất ít gia vị trong quá trình nêm nếm. Khi mà đến cái khu viên này thì những người bạn của em họ rất là hào hứng vì cái khuôn viên ở đây rất là xanh sạch đẹp và rất là thoáng đãng. Ngoài ra cái thức ăn tại nơi này thì đây là những thực phẩm xanh, những thực phẩm chay thì họ cảm giác rất là ngon miệng. Chính vì vậy mà họ rất là thích khi mỗi lần đến Tây Ninh đều phải ghé qua cái nhà hàng Phước Lạc Duyên này để mà thưởng thức những món ăn chay. Có mấy lần mà em dẫn mấy bạn từ Sài Gòn về á thì em cũng dẫn vô quán ăn thì mấy bạn feedback rất là tốt, như kiểu như quán ăn nó kiểu ăn cái thịt ẩm xanh á, nó thì nó rất là tươi, rất là mát. Đó thì mấy bạn cũng nói là rất là thích ăn chay. Ngoài kinh doanh, nơi đây còn tạo việc làm cùng sự trải nghiệm thực tế cho các bạn thanh niên địa phương. Hàng ngày có khoảng 10 đến 15 bạn hiện đang là học sinh, sinh viên làm công việc nhân viên phục vụ tại đây. Các bạn đã được trả lương theo giờ hoặc theo tháng, được tạo mọi điều kiện thuận lợi để có thể vừa đi học vừa làm việc. Bản thân em là một học sinh cũng như sinh viên, rất là cần những cái trải nghiệm của cuộc sống, với lại thì cần hỗ trợ thêm về kinh tế của gia đình. Nên là em cảm giác môi trường Phước Lạc Duyên tạo cho em rất là nhiều cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm cho cuộc sống sau này. Đặc biệt khi mà làm việc ở đây thì em cảm giác rất là thoải mái, môi trường giúp cho em trưởng thành hơn. Ngoài người dân trong tỉnh ra thì còn có tất cả mọi người ở ngoài tỉnh đều tìm đến Phước Lạc Duyên của em để được thưởng thức những món ăn. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó mang đậm cái tính chất của người dân Tây Ninh của mình. Thì khi đến đây thì mọi người sẽ được cảm nhận được cái phong cách riêng, nó mang cái bản sắc nó hơi đặc biệt một chút. Thì khi đến đây thì hầu như là ai cũng sẽ nhớ tới cái bản vị, cái đặc sắc của Tây Ninh mình và sẽ rất là khó quên. Có thể thấy, ẩm thực chay là một nét độc đáo khác lạ của Tây Ninh, cần phải được quan tâm khai thác, lấy đó làm điểm nhấn khi du khách đến đây. Ẩm thực chay gắn liền với du lịch tâm linh với hai điểm du lịch lớn là núi Bà Đen và Tòa Thánh. Vì vậy, cần phát triển ẩm thực chay để du khách in sâu vào tiềm thức, chưa ăn chay là chưa đến Tây Ninh. Vâng, thưa quý vị, ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh có công văn số 3349 gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đưa nghệ thuật ẩm thực chay tỉnh Tây Ninh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Xác định đây là loại hình ẩm thực dân gian đặc sắc của tỉnh Tây Ninh, có tính đại diện, thể hiện bản sắc cộng đồng, địa phương, được trao quyền qua nhiều thế hệ và được cộng đồng người dân Tây Ninh tự nguyện cam kết bảo vệ. Đó chính là niềm tự hào của mọi người dân Tây Ninh.